Ngô Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Thì hiện tại Ngô Hoàng đang có mặt tại vị trí là đường Âu Cơ ha. Và bây giờ thì Ngô Hoàng sẽ đi ra tới vị trí là mặt tiền đường đường Âu Cơ để giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở hẻm 519 đường Âu Cơ ha. Bên này là thuộc quận Tân Phú nha cô chú anh chị. Đó. Trước mặt mình đó, đó là vị trí là mặt tiền đường đường Âu Cơ nè. Ở cái đằng kia là mình đi thẳng lên là mình sẽ đi về bệnh viện quận Tân Phú ha, về công an quận Tân Phú hướng ra Bixi, rồi mình hướng ra đường Trường Chinh ha. Đó, ở đây là ngay chỗ góc này là ban chỉ huy quân sự phường Phú Trung nè, bên này là thuộc quận Tân Phú, còn bên kia đường của mình á là thuộc quận Tân Bình nha cô chú anh chị. Thì hai bên thì một bên là thuộc Tân Phú và một bên thuộc Tân Bình. Đó, thì cái góc này là góc mặt tiền đường ha. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đó là mình đi sẽ đi hẻm 519 mình đi vào ha. Hướng này á, là mình đi sẽ đi về ngay chỗ góc ngã tư đường Lạc Long Quân giao với lại đường Âu Cơ. Họ mình hướng ra đầm Sen Nước nè, hướng ra vòng xây là hành, hướng ra Lotte ở ngay chỗ góc 3 tháng 2, ở hướng để mình đi về của các quận trung tâm ha. Thì vị trí ngôi nhà của mình đó là 519 đường Âu Cơ mình đi vào. Nhà mình thì một trệt 2 lầu. Và giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng bán mức giá là 1 tỷ 680 triệu ha. Thì nhà là sổ hồng riêng nha cô chú anh chị, pháp lý rõ ràng. Đó, thì Nguyễn Hoàng đang có mặt là đây để giới thiệu cho cô chú anh chị mình sơ lược cái vị trí mặt tiền đường. Sau đó thì Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng vào bên trong để giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Ở góc này thì nói chung là nó thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển cô chú anh chị. Cái hẻm bằng kia kìa, hẻm 536 đó, đó đường đó này nó sẽ thông ra tới lại cái đường đường Lạc Long Quân lận cô chú anh chị. Đó, và mình đi xuống một tí nữa là mình sẽ gặp cái đường Trần Văn Quang, hướng đó thì nó cũng sẽ thông ra tới lại đường Lạc Long Quân ha. Thì ở đây thì nó đang thuộc ngay chỗ cái shop thời trang nè, shop thời trang mình đi vào nè, kế bên quán cà phê nè ha. Đó, ngay chỗ góc cái quán cà phê đi vào nè, hẻm nè, hẻm 519 nè, độ giới 8m ha. Ở ngay chỗ góc này thì mình đi vào nha. Đó, mình đi vào bên trong. Thì hiện tại cái hẻm này nó có cái lộ giới là 8m, nhưng mà thực tế cái đường này là nó đã 4m rồi. Nếu mà sau này nó mở thì mỗi bên vô mỗi bên nữa 2m nữa là nó sẽ rộng là 8m ha. Thì nó rộng 8m thì vô tới đường nhà mình đó thì nó cũng rộng rãi, nó thoáng. Thì hẻm này á, thì mình đi xe ba gác vào được thôi nha cô chú anh chị. Tại vì á, nếu mà đi xe hơi vào thì nó cũng chỉ vào đến cái đoạn lanh quanh ở đây thôi. Đó, vào bên trong thì mình sẽ đi ba gác ha. Đó, mình nói chung là từ nhà mình mà ra tới vị trí mặt tiền đường là khoảng cỡ 60m là mình ra tới nha. Rất là gần ha. Đây. Đó, mình ngay dưới khúc cua ẹo này nè. Đó, mình vô bên trong đó là vô tới vị trí ngôi nhà của mình. Còn hẻm này là hẻm thông luôn ha, thông ra luôn, thông ra lại đường Khuôn Việt nha cô chú anh chị. Đó, khúc này mình đi xuống là thông ra đường Khuôn Việt nè. Ở bên trong đây á, thì nhà mình là ngay sau lưng cái căn mặt tiền đây, căn mặt tiền đây ha. Đó, sau lưng cái căn này là vô tới vị trí ngôi nhà của mình. Nhà một trệt nè, một lầu nè, 2 lầu ở trên nè ha. Đó, nhà thì nhà mới nha, vào ở ngay nha cô chú anh chị. Thì cái hẻm này á, hiện tại là rộng khoảng cỡ chừng là gần 3m. Gần 3m nha cô chú anh chị. Gần 3m ha. Thì ở đây gần 3m rồi. Thì ở đây cái hẻm mình nó đang có lộ giới là 4m nè. Đó, mỗi bên thì sẽ vô nửa mét nữa. Bên này vô nửa mét và bên này sẽ vô nửa mét nữa ha. Thì cái nhà mình nó là nó được cái là nó hẻm nên nó sẽ mở đường, cái xác suất mở đường thì nó rất là khó, tại vì mở thì nó cũng không có cái lợi ích gì cho nhà nước nên mở đường là hơi khó ha. Thì vào bên trong đây thì chỉ còn 1-2 căn nhà nữa thôi. Đó, vô trong đó là hẻm cục nha cô chú anh chị. À, vô hôm nay hẻm thông, mình thông ra đằng kia luôn ha, thông ngược lại qua bên kia rồi mình đi thẳng ra đằng kia. Hồi nãy Nguyễn Hoàng có thấy một cái đoạn nó thông vô tới cái đoạn đó ra. Đó, mình có thể thông ra loại đằng kia ha. Đó, thì từ vị trí ngôi nhà của mình vô tới cái nhà mình nó gần nha. Nhà mình ở đây thì được cái là đoạn này nó rộng nè. Đoạn này rộng khoảng coi chừng là 3m. Mình có thể để xe ở trước nhà nè. Để xe ngay khu vực này cũng được nè. Rồi khu vực trước nhà, khu vực bên hông này cũng được ha. Đó, nhà một trệt nè, 2 lầu ở bên trên nha cô chú anh chị.
ở nhà mới vào ở ngay đó. Thì cái ban công á, ban công của nhà mình nó đua ra khoảng cỡ chừng được 7 tấc nha cô chú anh chị. Đó, đua ra khoảng cỡ chừng là 7 tấc nè, từ đây ra đây 7 tấc ha. Còn bên trong nhà mình nó là ngang 4 m và chiều dài là vô là 2 m nha, chuẩn luôn nha cô chú anh chị, trên sổ thể hiện là chuẩn luôn. Thì ngang là 4 m đây, tính từ đây qua đây nè 4 m nè, từ đây mà đi thẳng vào trong đó là 2 m ha. Thì ở đây chủ cũng có là một cái lai để mình lên xe nè. Ở đây thì mình lên xe nó cũng khá là dễ, mình đi xéo xéo là lên được. Thì mình để được một chiếc xe ở đây, hai chiếc xe ở đây, khu vực này mình nấu ăn ha. Thì chủ cũng đang thiết kế mà khoảng không gian để nấu ăn nè đó, kệ bếp là người ta đã đặt hết rồi, đang trong cái thời gian mà làm ha. Thì giờ cũng Hoàng vô quay trước review trước cho cô chú anh chị mình, thì cô chú anh chị mình quan tâm mình qua mình xem nha. Đó, ưng ý thì mình thương lượng cái giá cả đâu, xong rồi mấy cái phần này á, thì mình chỉ cần nói với người ta thôi, là người ta cam kết là phần này làm ở đâu, làm ở đâu là người ta cam kết hết rồi, thì nó dễ lắm cô chú anh chị. Đó, mình ghi trong cái hợp đồng mua bán luôn ha, đó thì nó cũng dễ ha. Ở nhà thì nhà mới nha cô chú anh chị, vào là ở ngay thôi, trên trần nè, ở trên trần thể hiện nè, trần trịch cấp nè ha. Đó, kèm theo những cái hệ thống chiếu sáng nè, đèn led, kèm theo rồi hệ thống đèn vàng nữa cô chú anh chị. Nhà mình nó được 2 phòng ngủ ha, 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Đó, một nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt này nè. Đó, nhà vệ sinh đây, cái lối cầu thang mình đi vô đây thì nhà vệ sinh bên trong này ha. Thì cái nhà vệ sinh đó thì chủ sẽ làm cái bậc nó thấp hơn một tí, nó thấp hơn khoảng gỡ chừng là 1 tấc thôi. Đó, là mình vô là mình sẽ thấy cái nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh đây, có bồn cầu nè, lavabo nè, gương soi nè ha. Đó, vòi sen tắm, giặt thì cũng ốp full luôn. Full lên tới trần nha cô chú anh chị. Đó, ốp full lên tới trần cao ráo. Cửa này á thì chủ đang thiết kế là cửa nhôm mỏng nè, nhôm mỏng kính đục ha. Kính này là kính đục nha cô chú anh chị. Đó, thì nhôm mỏng kính đục. Có ở đây thì chủ đang có thiết kế là tay vịn bằng sắt nè. Đó, thì cầu thang mình đi lên đây là mình vịn tay ở bên này ha. Bên này thì có ô cửa sổ nè. Đó, ổ điện của mình thì bên này. Đó, đầy đủ hết cô chú anh chị. Bây giờ Ngũ Hoàng sẽ đi lên lầu để giới thiệu cho cô chú anh chị mình ha. Đó, thì tay vịn nè, cô chú anh chị mình vịn đây nè, là mình đi lên nè ha. Đó, đi theo cái bậc xéo nè ha. Xéo 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 lên. Đó, xong rồi vịn đây lên. Nhà mình thì sẽ có 2 lầu nha cô chú anh chị. Đây, cái lầu 1 của nhà mình đây nè. Lầu 1 của nhà mình đây ha. Đó, một phòng ngủ kính. Phòng này là phòng ngủ kính nha cô chú anh chị ha. Đó, phòng ngủ mới kính. Đó, phòng ngủ đây. Còn cái cửa này, cửa này kéo qua nha cô chú anh chị, là mình sẽ đóng lại, là mình sẽ đi đường ống máy lạnh vô ha, là mình sẽ xài đường ống máy lạnh vô. Đó, sau này mình xài đường ống máy lạnh vô nó cũng dễ dàng ha. Đó, còn cái khu vực bên này là cái ban công. Đó, ban công mình đưa ra khoảng cỡ chừng là ta 6 tấc đến 7 tấc nè cô chú anh chị. Đó, cái bề dài nè. Đó, Ngũ Hoàng đo cho cô chú anh chị mình ha. Đó, khoảng cỡ 6 tấc nha. Đó, 6 tấc cô chú anh chị ha. Thì nó trải dài qua tới đó luôn. Và cái phần này á là chủ đang thiết kế làm cái toilet bên này nha. Khoảng không gian này là ban công nè. Còn khoảng không gian này là khoảng không gian toilet nè. Toilet ở đây khu vực này nha cô chú anh chị, thì chủ sẽ làm toilet và chủ sẽ ngăn kính lại. Đó, che kính bít lại hết luôn ha. Kính hết bít lại toàn bộ luôn, làm toilet ở khu vực bên này. Rồi thì nếu mà sau này á, cô chú anh chị mình mở cửa là mình mở cửa đường này nè. Đó, mình mở cửa mình đi vô đây nè. Đó, ở đây đi vô, ở đây đi vô. Rồi từ đây đi vô là vô toilet nè. Hoặc là ở đây mình đi vô là vô toilet. Còn cửa này mình đóng lại để mình ra ban công. Cửa này mình để ra ban công ha. Đó, cũng khá là tiện lợi luôn cô chú anh chị ơi. Đó, để ra ban công ha, ban công. Ban công thì ở sau lưng Ngũ Hoàng. Còn khoảng không gian này là toilet nè. Sẽ có bồn cầu đút nguyên khối nè. Đó, vòi xe, vòi nước xịt nè. Rồi vòi sen tắm ở trên nè. Rồi vòi sen tắm đây ha. Rồi vòi nước ở dưới nè cô chú anh chị thấy không? Đầy đủ. Ở đây thì hiện tại thì chưa có gương soi. Chắc khoảng không gian này thì làm gương soi thì chắc cũng khó cô chú anh chị. Tại vì khu vực này vừa đủ tắm thôi, với lại ngồi ở đây thôi, chứ làm gương soi nữa thì nó chật ra ha. Ba cái lavabo nữa nó sẽ chật ra nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ Ngũ Hoàng sẽ đi lên lầu 2 để giới thiệu cho cô chú anh chị mình tham quan cái lầu 2 nha. Ở lầu 2 trên đây nè ha. Lầu 2 thì cái phòng nó sẽ bự hơn và cái ban công nó cũng sẽ bự hơn. Chủ sẽ không có thiết kế làm toilet ở bên trên này. Lầu 2 thì chủ không thiết kế nha cô chú anh chị.
Lầu 2 thì chủ chỉ có làm phòng kính thôi, không có làm toilet trên đây. Ở nhà mình thì được cái hai toilet, một toilet dưới tầng trệt và một toilet ở trên lầu 1 nha. Đó, khoảng không gian đây. Có ổ điện đầy đủ hết ha. Đó, nhà tương đối là mới nha cô chú anh chị. Mới hoàn toàn, vào ở ngay thôi. Nếu mà cô chú anh chị mình đang quan tâm cái bất động sản ở khu vực Tân Phú giáp ranh với lại Tân Bình thì mình quan tâm căn này ha, liên hệ với Hoàng để qua xem nhà nha. Ở ý thì mình thương lượng giá trực tiếp đến chủ luôn ha. Thì cái giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 1 tỷ 680 triệu nha cô chú anh chị, 1 tỷ 680 triệu ha. Giá này còn thương lượng ha. Thì cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng nha. Và Nguyễn Hoàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi. Và cô chú anh chị mình nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để xem được video sớm nhất ha. Có cô chú anh chị nào mà mình đang có bạn bè, người thân mình đang quan tâm bất động sản thì cô chú anh chị mình có thể giới thiệu Nguyễn Hoàng hoặc chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân mình biết ha, để giới thiệu cho Nguyễn Hoàng nha. Đó, thì Nguyễn Hoàng cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã rất nhiều nha. Thì nhà này thì hiện tại là đường rộng khoảng chừng là 3 mét nha cô chú anh chị, thì cái lộ giới đường này là 4 mét ha, thì nó có cũng khoảng trên là mỗi bên ăn nửa mét nữa. Đó, nhà mình thì nói chung là ăn nửa mét nữa và nhà bên kia bên thì ăn nửa mét. Nói chung là khu này thì khu dân cư hiện hữu rồi. Nói về để quy hoạch á, thì quy hoạch lộ giới hẻm này á, thì nó cũng khó lắm cô chú anh chị, tại vì cái hẻm mình là nó không có tác dụng gì cho nhà nước hết, nên phần đó là người ta để cho giảm cái mật độ xây dựng thôi cô chú anh chị ơi. Đó, thì cái khoảng không gian ban công của nhà mình đây, ở trên đây thì sẽ nó sẽ rộng hơn nè cô chú anh chị. Đó, nó khoảng cỡ chừng là được 7 tấc nè ha. Ở bên trên đây thì nó rộng hơn, khoảng cỡ gần 7 tấc nha. Ban công này mình có thể phơi đồ, mình làm sao phơi đồ ở đây hạt ha. Ở nhà mới luôn cô chú anh chị ơi. Nhà ngang 4 dài 2 nha cô chú anh chị. Được thiết kế một trệt 2 lầu. Đó. Và chủ đang gửi bên Nguyễn Hoàng là 1 tỷ 680. Và nhà này hiện tại đang có hướng chính để Nguyễn Hoàng test lại cho cô chú anh chị mình ha. Thì hiện tại nhà này đang có hướng chính là hướng đông nha cô chú anh chị. Nè, đây hướng này nè, đông bắc nha. Đó, thuộc đông tứ trạch nha cô chú. Đó, thì cô chú anh chị nào mình quan tâm căn này liên hệ Nguyễn Hoàng ha. Đông bắc thì hiện tại đang thuộc tây tứ trạch đó cô chú anh chị, nhưng mà vẫn là thuộc hướng mát mẻ của chú anh chị nha. Đó, thì cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ha. Và Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi.